sống xã hội theo một góc nhìn mới, đa chiều, thẳng thắn, cởi mở, bất ngờ. Chuyện cuối tuần với đạo diễn Lê Hoàng. Chào các bạn, đây là chương trình Chuyện cuối tuần trên kênh VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam. Tối nay chúng ta gặp Dr. Paper. Em xin chào anh Hoàng, xin chào khán giả của Chuyện cuối tuần ạ. Chúng ta sẽ nói về một vấn đề mà hình như là Paper có nói ngoài với Lê Hoàng là Paper rơi vào hoàn cảnh đó và lại có vẻ như lại còn tự hào nữa, đó là có thai trước hôn nhân. Đúng là như vậy, bởi vì đến hiện tại bây giờ thì em đã kết hôn với ông xã em bây giờ sau khi mà em sanh em bé được một tháng mấy, hai tháng. Giới trẻ Việt Nam ấy thì thứ nhất là tình trạng kết hôn muộn rất là nhiều, và thứ hai là tình trạng có thai trước hôn nhân rất là nhiều. Cách đây vài chục năm á, thì có thai trước hôn nhân là một cái gì nó hơi mắc cỡ, đúng không? Tội lỗi. Hơi phải tội lỗi và hơi phải giấu giếm. Yeah. Nhưng bây giờ thì khác rồi, người ta không còn coi cái đấy là một cái gì nặng nề nữa. Thì đầu tiên Paper đánh giá cái quan điểm đó là một cái sự tiến bộ xã hội hay là sao? Thật ra thì nó như thế này nè anh Hoàng. Bản thân em là người mang thai trước hôn nhân, nhưng trong tình huống của em lại là tích cực. Bởi vì em lựa chọn điều đấy, có nghĩa em có nằm trong bản kế hoạch của em hết. Nhưng mà có những bạn thì các bạn mang thai trước hôn nhân nhưng ở trong tiêu cực, đó là các bạn không có sự chuẩn bị, nó không nằm trong cái bản kế hoạch của các bạn. Chính vì vậy cái vấn nạn mà có thai, mang thai trước hôn nhân bây giờ lại hai mặt. Một mặt tích cực về phía em, em phân tích bản thân em thôi, em không dám nói là đúng hay sai ở đây. Nhưng thứ nhất, nếu không hòa hợp thì tình yêu rất khó giữ, đúng không ạ? Đúng. Nên khi mà em đẻ con em ra thì rất quan trọng một việc, đó là người đó có phải là cha tốt của con em không. Thì khi mà em phải sanh ra xong rồi thì trong quá trình em mang thai, trong quá trình em sanh con thì em mới biết người đó có phải là chồng tốt của em không. Đẻ con ra thì mới có con ở đấy, thì ảnh mới chăm, thì mới biết là có phải là cha tốt của con mình không. Sau đó mình mới xác định là mình có viết tên người đàn ông này trong cái giấy khai sinh của con mình không. Em thì em lại là như thế, lại là đứa rất là cẩn thận từng bước như thế. Và không phải em sợ đâu, nhưng bởi vì là một nhà tư vấn tâm lý hôn nhân và gia đình, em thấy rất nhiều sự cố nó sinh ra từ cái việc thứ nhất, không hòa hợp rồi sanh con ra thì người đàn ông thay đổi hẳn. Không còn một cái sự quan tâm, không còn một cái giá trị đúng nghĩa như là mình muốn chọn là một người chồng tốt, một người cha tốt. Vậy thì trong trường hợp của em thì em thấy là em đúng, đến giờ phút này thì em hai đứa con rồi, em vẫn thấy em đúng. Nhưng trong một vài trường hợp, ví dụ như những bạn công nhân, khi các bạn còn chưa có đủ tiền để lo cho bản thân mình, các bạn còn chưa có đủ tiền để chăm sóc bố mẹ gia đình, thì cái việc mà các bạn mang thai nó đã khó khăn với các bạn lắm rồi. Nên rất nhiều những bạn đã phải đẻ con ngay trong toilet, trong nhà vệ sinh, và cột con trong bịch ni lông và vứt con đi. Thì đối với những trường hợp này thì Pepper nghĩ là các bạn làm sai rồi, không đúng, bởi vì nó không nằm trong sự chuẩn bị của các bạn. Ý của Pepper là thế này này, có thai trước hôn nhân không phải là việc xấu, là cái điều mà chúng ta phải chuẩn bị, chứ không phải là một cái tai nạn. Yeah. Nó không phải là một cái điều mà nó là rơi vào đầu chúng ta là chúng ta ngỡ ngàng. Yeah. Có thể có được, có thể trước hôn nhân được, nhưng đấy là điều mà chúng ta chủ động. Yeah. Đúng tại không? Vì cái việc mà hôn nhân là trước cái tờ giấy đăng ký kết hôn hay trước cái đám cưới, thật ra nó chỉ là một cái thủ tục để mình thông báo thôi. Chứ nó không phải là một cái định chứng nào đó cho cái việc đạo đức hết. Không có phải là bạn có thai trước hôn nhân thì là bạn là con người không có giá trị về đạo đức, hay là không có giá trị gì đấy theo kiểu định kiến xã hội ngày xưa. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Paper hiện nay á, bây giờ cụ thể trong xã hội mình và thời đại này á, thì phần lớn những trường hợp có thai trước hôn nhân là chuẩn bị trước hay là tai nạn? Thật ra thì em thấy là tai nạn là đông anh Hoàng. Tai nạn đông hơn là cái sự chuẩn chủ động, đúng không? Dạ. Bởi vì thứ nhất là cái kiến thức về sinh hoạt tình dục, làm thế nào để có một cái kiến thức rõ ràng cụ thể về cái việc đó. Nói về việc có thai trước hôn nhân, em vẫn khẳng định với mọi người nó không trái đạo đức, nhưng nó phải có một cái sự chuẩn bị. Mình không thể nào vui được khi mà mình về mình thông báo với bố mẹ mình là con có thai, xong ông bà ngồi cứ há hốc mồm ra và huyết áp thì cứ tăng lên vùng vụt như thế, thì nó cũng mất vui đi, và đứa con mình ra nó cũng không được chào đón. Đấy là chúng ta vừa mới bàn về một cái nó gọi là một cái lý thuyết chung. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng ra một trường hợp cụ thể đi. Bây giờ một cô gái yêu một anh chàng và phát hiện ra mình có bầu. Yeah. Anh ta chưa được biết điều đấy. Yeah. Thì theo Paper, cô ấy sẽ giải quyết như thế nào? Thật ra là rất là nhiều trường hợp đau đầu. Mỗi một ngày em ngồi em xử lý thì những cái ca như thế này gần như ngày nào cũng có. Anh thậm chí cưới nhau rồi nhưng mà đẻ đứa con thứ hai mà cũng thông báo bất ngờ với ông chồng. Ông chồng cũng há hốc mồm, mà có những ông là phản ứng gây ra một cái hành vi tổn thương cho vợ mình luôn. Đó là anh không muốn, em muốn thì em tự xử đi. Tự nhiên
dĩ nhiên là vợ mình, dĩ nhiên là bạn gái mình yêu, nhưng lúc đó họ bất ngờ quá và họ sẽ sinh ra những cái câu nói rất là tổn thương. Vậy thì để tránh những cái trường hợp này thì em nghĩ là cô gái, chính các bạn là người chủ động cái việc mang thai hay không mang thai. Các bạn phải quyết định được điều đấy, chủ động được điều đấy. Bây giờ mình đặt cái trường hợp mà đa số xảy ra đã rồi. Một cái ngày nào đó cô ấy phát hiện ra mình có bầu. Bây giờ cô sẽ bị rối loạn là nói hay không nói với người bạn trai, đúng không? Bởi vì cô có linh cảm, nếu mà cái người bạn trai quá tuyệt thì khỏi bàn rồi. Ở đây cô có linh cảm rằng người bạn trai này có thể đồng ý hoặc có thể rất là nhiều khả năng là cũng không đồng ý với cái bầu đó. Thì có thể là ý anh là chính cô cũng bị bất ngờ, đúng không? Nghĩa là chính cô cũng bị bất ngờ. Và khi cô bị bất ngờ rồi thì cô bắt đầu bị hoảng loạn là bây giờ báo hay không thông báo. Bởi vì rằng là có những người con trai á, bây giờ đàn ông phải nói thật là nhiều người khôn và nhiều người danh lắm. Có nghĩa là nhiều người là bây giờ yêu một con gái là hay nói cái kiểu như là cứ yêu đi, còn cái chuyện cưới xin cái gì đừng có tính vội, đúng không? Và trong cái câu nói đó là có ngầm ý là có cái gì là cô chịu trách nhiệm đấy. Cái này là nói là bản chất của đàn ông là ham muốn. Và đúng không? Họ sẽ che đậy cái sự ham muốn đó bằng những cái câu đôi khi nghe thì rất là vô hại, nhưng mà khi mang ra tòa hoặc là mang ra để mà như là để phân xử thì cái lợi sẽ là về họ. Và khi hậu quả là người phụ nữ có bầu thì họ có quyền nói rằng là cái điều này anh không có muốn. Và cái điều này anh đã thỏa thuận trước rồi mà. Có đúng không? Nhưng mà anh biết không, có nhiều cô gái lại có một cái quan điểm đó là mình có bầu thì mình sẽ giữ chân được người đàn ông đấy. Cái trò đấy cũng có nữa. Thì bây giờ hai nhóm nè, một nhóm giống như em nè, có thể là sắp đặt trước, một nhóm đó là sắp đặt giống em nhưng không phải là cho tình yêu mà sắp đặt cho mưu mô cái việc là mình phải có được người đàn ông, phải giữ chân được người đàn ông đó, thì họ sẽ có những cái sự thông báo khác nhau. Ví dụ như là em thì em thông báo là em ra em nhún vai em cười cái em kêu bầu rồi. Bầu rồi, và trong tư tưởng của em đó là ảnh nhận không nhận là quyền của ảnh, bởi vì em đẻ là quyền của em và đó con em. Rồi còn một cái nhóm khác là cổ sẽ thông báo cũng kiểu như thế nhưng với một cái sự kỳ vọng bên trong, đó là em có bầu rồi anh nhận đi, con kìa thì anh như thế nào với em đây đó. Thì sẽ có một cái áp lực phía sau là em muốn đám cưới, em muốn cái gì đó. Còn một cái nhóm nữa thì cổ cũng hoàn toàn bất ngờ giống vậy, và cổ đang đi học, cổ cũng không muốn có bầu, thì cổ sẽ ra cổ khóc lóc như thế này. Cổ nói với anh là chúng mình giải quyết đi chứ, cùng giải quyết xem chứ em không biết làm thế nào. Em không biết, em sợ lắm, em không biết đâu, em sợ lắm. Thì em nghĩ là thật ra là các bạn nên như thế này, là dù là nhóm nào thì các bạn nên có một cái sự chuẩn bị, đó là mời anh ra một chỗ ngồi như thế này, nghiêm túc một tí xong rồi nhìn sau vô mắt nhau kiểu này, xong rồi hỏi là thế anh có yêu em nhiều không, thế anh có muốn đi xa hơn nữa với em không, thế nếu như bây giờ em mang thai thì thế nào. Thì mình cứ nói đùa như thế thôi, mình để mình coi cái sự phản ứng của người đàn ông đó, và cái sự phản ứng của họ tích cực, ok mình sẽ khai thiệt là mình đang có bầu, để cho người đó được phép làm cha của con mình. Tôi dùng từ được phép với các bạn là có nghĩa là làm cha là một cái gì đấy nó rất thiêng liêng, nó rất là đẹp, anh Hoàng thấy không? Nên là ảnh được phép làm cha của con mình. Còn nếu như khi mình nói chuyện, mình dò xét, mình thông báo nhẹ như thế và ảnh có một cái thái độ giống như anh Hoàng mới vừa nói, đó là ăn xong dông, có nghĩa là ảnh chỉ có thái độ chạy đi, thì đó là thời điểm mình nói là em dự định thôi, thì em muốn tiến thêm một bước với anh. Nhưng nếu anh đã nói thế thì thôi mình ngừng luôn lại ở đây. Và thời điểm đó mình chia tay luôn lúc đấy, quành trở về và gác tay lên trán để nghĩ xem là mình có quyết định sinh đứa con này ra hay không, bởi vì đó là con bạn, đó là quyết định của bạn. Nhưng mà Paper vừa rồi nói là thật ra nó vẫn còn ở cái tư thế là người phụ nữ đấy, người con gái đấy còn ở thế chủ động, có nghĩa là thông báo với người đàn ông, rồi người đàn ông đó bình tĩnh thông báo với người đàn ông để tùy vào thái độ của người đàn ông đó quyết định có đẻ hay không đẻ, không phải cưới ta hay không cưới ta, có đúng không? Dạ không phải như thế anh, có nghĩa là cái chuyện đẻ hay không đẻ là mình phải có xác định với mình rồi, đó là chính mình nghĩ cho mình thôi. Còn đối với người đàn ông đó là mình chỉ xác định đúng một việc, đó là có cho anh ấy làm bố của con mình không. Nhưng mà tất cả những điều Paper nói thì không có sai một tí nào, tuy nhiên nó chỉ có một cái điều thế này. Đấy là những người con gái hoàn hảo quá. Thứ nhất là họ có bản lĩnh, giữ được bình tĩnh. Thứ hai là nó thật luôn là họ cũng có địa vị xã hội và có tiền bạc, họ mới như thế. Nhưng mà còn rất rất nhiều cô gái ở bên cái tình trạng thế này này, đôi khi là khi mà biết chắc là có thai thì nó đã là quá cái thời kỳ mà có thể phá một cách gọi là an toàn rồi. Thứ hai á, là khi họ thông báo với người đàn ông ấy, thì họ ở cái hoàn cảnh là nếu anh không nhận thì em không biết cách nào để nuôi nó. Em không về không cái chủ động nói về năng tài với chính. Nói năng với lại gia đình là một nhẽ rồi. Như bây giờ là tiền bạc không có, cái là họ không có tiền bạc, không có nghề nghiệp, cái là anh không nhận thì em
em ấy không nhận thì quá em cũng không biết làm sao. Thì biết làm sao. Khi các bạn phát hiện các bạn mang thai, các bạn đừng bấn loạn lên liền lúc đấy. Cái đó nó được gọi là cái gì cũng có cái giá của nó. Cái sự ngọt ngào nào nó cũng có giá phía sau của nó. Thì bạn đã có nhiều thời khắc ngọt ngào rồi, thì đó chính là cái giá mà bạn phải trả. Vậy thì bây giờ đừng bấn loạn. Bước 1 đừng bấn loạn. Bước thứ 2 suy nghĩ cách để mình thông báo với người ta một cách nhẹ nhàng nhất, và bắt đầu từ cái chuyện yêu thương chứ không có phải là cái chuyện trách nhiệm. Đó là yêu thương nhau để cùng nuôi con, chứ không phải là trách nhiệm ở đây để cùng nuôi con. Ví dụ như là bây giờ một cô gái, dạ, mà cái này mới là đông nè, không có chuẩn bị gì về tâm lý hết, không có chuẩn bị gì về tiền bạc hết. Bây giờ bất ngờ có thai, dạ, với một người đàn ông, mà cái người đàn ông đó có vẻ như cũng chưa có vẻ chuẩn bị về đám cưới. Dạ. Thì phải giải quyết như thế nào? Nếu được thì mình thông báo để có cái sự hợp tác cùng nuôi con không? Còn nếu thông báo rồi thì nó có hai cái kết quả xảy ra, và đồng ý hoặc họ không đồng ý. Còn cái việc mình bỏ hay không đó là quyết định của mình. Nhưng nếu mình thông báo mà người ta hợp tác thì ok, mình có một cái tình yêu và mình có một cái sự nuôi dưỡng mà chào đón đứa con. Nhưng mà nếu như mình thông báo mà người ta không hợp tác, người ta thôi cô muốn làm gì đó cô làm. Bởi vì anh Hoàng ơi, trường hợp đó nhiều lắm anh Hoàng. Cái việc mà ăn xong dông nó rất là đông ha. Thì lúc đó thì bạn phải tự lên tinh thần cho bạn là ngày xưa bạn được phép té ngã, còn bây giờ bụng bầu đấy không được phép ngã đâu, thì phải đứng lên. Cụ thể này, dạ, bây giờ cái người đàn ông đó từ chối ha, dạ, vậy thì cái cô ấy sẽ đứng trước cái vấn đề là bỏ hay không bỏ này. Dạ. Thì Pepper khuyên như thế nào? Pepper khuyên không nên bỏ. Vì nếu trước đây bạn là người yếu đuối, thì khi bạn nhìn thấy con bạn nó yếu hơn cả bạn, bạn không cho phép bạn yếu đuối nữa. Bạn thấy con bạn nó té ngã nhiều quá, bạn không cho phép bạn té ngã. Bạn thấy con bạn nó chưa chăm sóc được bản thân nó, nên bạn phải chăm sóc bản thân bạn tốt để bạn có thể chăm sóc con tốt. Hay nói đúng hơn, nếu nhìn nhìn một cái mặt tích cực thì đứa con nó lại là một cái động lực để mình có chất lượng sống tốt hơn, mình can đảm hơn và mình cày kéo nhiều hơn. Nghĩa là Pepper khuyên cái người con gái đó nên là giữ khi lại. Phát hiện ra thì Pepper khuyên là nên giữ lại. Dạ. Hoàng lại không thế, có một cái suy nghĩ hơi khác một chút. Tất cả những điều Pepper nói thì rất là cảm động và rất là đúng với tư cách một người phụ nữ. Nhưng Hoàng thì là có đôi lúc Hoàng được giáo dục như thế này này, là không nên cho một con người ra đời khi mà cuộc sống không chào đón nó. Phản bác lại cái lời Pepper nói ấy, thì Hoàng có cảm giác là mình hơi ác và hơi đàn ông á, hơi cái kiểu đàn ông. Nhưng mà về lý trí Hoàng lại có linh cảm rằng là nếu cái đứa bé đó mình bỏ cái con người mình ra một bên, mà bởi mình mới biết là nó sẽ sinh ra để mà tiền mình không có này, rồi là cái tình thương mình không có, để cái điều kiện chăm sóc mình sẽ thiếu thốn này, thì mình sinh ra, mình có nên sinh nó ra hay không? Đấy, nghĩa là mình phải tương đối tách mình ra cái khỏi. Từ nãy giờ là Pepper nói cái nỗi đau, cái nỗi của một người phụ nữ thì rất là đúng, rất là hay. Nhưng mà một cái đứa bé nó lớn lên, nó còn muốn hay không muốn, nó còn những cái điều kiện khách quan mà nó còn những điều kiện xã hội nữa. Yeah. Bây giờ thế này, bây giờ cứ tưởng tượng một cái cô sinh viên hay một cô công nhân ở trọ lên Sài Gòn đi, tiền nhà còn đang lo gần chết. Về các thứ bây giờ đùng một cái có bầu đẻ ra thì sẽ có cái, vì cái đứa con đấy sẽ không đi làm được, tiền nhà ở đâu, tiền ấy ở đâu, nghĩa là đây em nói với anh, em tư vấn cho cả những em sinh viên giữ lại cái đấy. Và em tư vấn như thế này, có một bạn sinh viên năm hai tới thì bạn có bầu, thì bạn đến và bạn sợ quá, bạn không biết là phải làm gì, thì em nhớ ca tư vấn đó, em tư vấn xong em còn cho ngược lại tiền mà. Thì em nói với bạn đấy là tạm thời chưa đi học được, thì cứ bảo lưu lại kết quả. Bây giờ phải thông báo với gia đình để gia đình có thể hỗ trợ được không. Rồi đó, sau đó mình, nếu mình chưa đi học được liền, thì bây giờ trong cái quá trình mình mang thai, mình có thể đi bê phở, mình có thể bưng bê này kia nọ để mình kiếm tiền. Hãy vượt qua cái số phận của mình, hãy sắp xếp thời gian, sắp xếp sức khỏe và yêu thương bản thân mình đủ để mình có đủ sức khỏe mình chăm sóc cho cái thai mình thời điểm đấy. Nhưng mà có rất nhiều người phụ nữ họ có một cái có khao khát cũng chính đáng nữa. Yeah. Đó là có cái đứa con này rồi thì cái việc lấy một cái ông chồng nữa rất khó, có đúng không? Phải công bằng mà nói như thế đi. Em hỏi anh Hoàng nè, có nghĩa là thế là anh nè, anh rất yêu bà xã anh bây giờ, nhưng mà nếu anh gặp bà xã anh trong cái giai đoạn mà cổ có một em bé rồi, anh có yêu cổ không? Hoàng không dám đặt cái câu hỏi bao giờ hết á, bởi vì bây giờ hỏi là anh nghĩ thử xem, bởi em tin một điều như thế này, em tin một điều như anh nói là mình yêu người đấy thì cái sợi tóc bạc của người đấy mình cũng yêu mà, phải không anh Hoàng? Chứ nói gì là một đứa con thì nó rất quan trọng với một con người. Vậy thì em tin là nếu em là mẹ đơn thân và khi em gặp một người đàn ông nào đó, em sẽ nhìn sâu vô mắt ảnh và hỏi ảnh, anh có phải là cha tốt của con em không? Và nếu người đó không, và người đó không chấp nhận được đứa trẻ đó, thì em thấy là con em lại là một phương tiện để em có thể chọn chồng tốt hơn. Bởi vì nhờ nó mà em phát hiện là Lý Thông đấy không phải Thạch Sanh đâu. Em không nghĩ là cái quan điểm về cái việc là mình có một đứa con thì mình khó khăn lấy chồng.
công thêm một việc nữa là em là người trẻ thì em thấy là khi mà em đi hội họp với các bạn trẻ, em thấy cái việc mà các bạn đã yêu một cái người phụ nữ lớn tuổi hơn hay người đó đã có gia đình, có hai đứa con luôn cơ, là cái việc rất là dễ. Em có một người bạn thì cô đó là chủ của một cái shop chuyên một cái thương hiệu mỹ phẩm. Thì đấy. Cũng có hai con anh, cũng có hai con. Thì bởi vì là Facebook cứ toàn đưa ra những cái ví dụ là những người chủ giàu shop. Đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Người giàu đúng bởi không ạ? Bởi vì cái, bây giờ cứ thể tưởng tượng đi, một cái cô đang sắc thì trung bình này, nghề nghiệp thì không có này, một nách thì một đứa con này. Trời ơi, để làm lại một cái cuộc hôn nhân, để làm lại một cái gia đình, nhưng nó mà khó mình, như thế nào? Mình cưới chồng thì khi mà cái người đàn ông đó họ đến, họ yêu mình vì chính mình rồi, đứa con đấy đâu có ảnh hưởng gì đâu anh. Nó ảnh hưởng chứ. Ảnh hưởng nó gì ảnh anh? Nó ảnh hưởng lắm đấy Pepper à. Cá nhân Hoàng thì như thế này này, Hoàng chưa giờ Hoàng đặt cái câu hỏi là nếu mình gặp một người phụ nữ đã từng có con, yeah, thì yêu thì như thế nào, với cái bởi vì nói như anh nói mà thí dụ như lỡ chẳng may một ngày mà Pepper nghèo đi và Pepper đang có hai đứa con thì Pepper không được phép lấy chồng khác, trong khi cái quan điểm của em là 90 tuổi mà chồng em chết trước em vẫn lấy chồng khác. Thì đúng rồi, Pepper vẫn lấy chồng khác thôi. Hoàng không có, thật ra một con hay là 10 con thì vẫn còn, nhưng mà chỉ có thể nói một là cái cơ hội nó nhỏ đi rất là nhiều đấy, Hoàng chỉ nói thế thôi. Chứ làm gì có cái chuyện rằng là nó nhỏ đi, nhưng mà cuối cùng thì mình gặp được người mà họ chấp nhận mình thì đó là người tốt và người đúng với mình thôi anh. Tại sao lại phải cứ phải nghĩ la là ờ trời ơi, cái cơ hội của tôi nó thấp hơn thì bây giờ là tôi không nên có con, trong khi nó nằm trong bụng mình rồi. Em vẫn nói cuối cùng là em nghĩ anh cũng lên tinh thần cho mọi người theo kiểu như là dũng cảm lên thì tốt nhất, bởi vì có những bạn chỉ mới có 3 tuần thôi, phát hiện ra 3 tuần thôi anh, nhưng đi uống thuốc về xong bạn bị dị ứng với cái thuốc đó, sốc cái thuốc thì bạn hoàn toàn không có khả năng sinh con sau đấy nữa. Cái gì nó cũng có cái hậu quả của nó. Vậy thì em nghĩ là để không phải tranh đấu cái tư tưởng với nhau, thì theo Pepper thì Pepper nghĩ là nếu em đã cảm thấy mình đủ dũng cảm thì giữ lại, và cảm thấy nó quá khó khăn đến mức mà em không đủ tự tin ở tinh thần của em, bước thứ hai khoan gặp anh Hoàng đã, gặp Pepper trước đã để Pepper cho em cái tinh thần đó. Nhưng nếu em gặp Pepper xong rồi em vẫn chưa có đủ cái tinh thần đó, ok Pepper đưa số anh Hoàng. Đúng rồi. Gặp anh Hoàng. Hoàng cũng đồng ý như thế này. Dạ. Này, khi một cái người phụ nữ mà hay một cô gái, nói cho cô gái đi cho nó dễ, yeah, bởi vì cô gái thì mới cần tư vấn nhiều, khi một cô gái có thai mà chưa có đám cưới mà đang phân vân không biết giải quyết như thế nào, thì có lẽ trước tiên hãy gặp Pepper, bởi vì đầu tiên là người phụ nữ với nhau thì họ rất là hiểu, thứ hai là Pepper là một người ở trong hoàn cảnh ấy rồi và có con rồi thì sẽ đưa ra những cái dẫn chứng bằng thực tế rất là thuyết phục. Đấy, thì hẳn gặp Pepper trước chứ đừng gặp Lê Hoàng trước. Bởi vì Lê Hoàng thì hay đưa ra những biện pháp có tính cực đoan. Thứ hai ấy, thì Lê Hoàng hay nói một cái điều mà Hoàng cho là tốt, nhưng trong trường hợp này có thể nó không tốt, là Hoàng luôn luôn cổ vũ là người phụ nữ hãy nghĩ đến mình trước. Dạ đúng. Nghĩa là Hoàng cho rằng là người phụ nữ là phải là bản thân mình là tối cao. Còn sau đó thì những cái gì khác mới tính sau. Thì cái sự tối cao đó đôi khi nó có thể bao hàm một tí ích kỷ và nó hơi nguy hiểm, thì hãy gặp Pepper trước đi. Và nếu gặp Pepper mà không đồng ý với cái suy nghĩ của Pepper thì gặp Lê Hoàng thì sẽ củng cố được cái. Chứ nếu gặp Lê Hoàng trước thì nó hơi nguy hiểm. Dạ. Là có thể là bị tình trạng là nghĩ đến mình rồi nghĩ đến đủ thứ và sẽ bỏ cái đứa bé đó. Bởi vì em vẫn nói là khi mà mình sanh con ra mình vẫn nghĩ cho mình chứ anh. Bởi vì thứ nhất là mình không bị khả năng vô sinh sau đấy này, không bị phá thai này, tinh thần của mình nó không bị bệnh sau đấy này, thì thật ra là các bạn vẫn đang nghĩ cho mình nhiều chứ anh hả? Bây giờ sẽ hỏi ngược lại Pepper một câu này. Pepper là người học ở nước ngoài rất là nhiều, đúng không? Và rất là hiểu rằng thật ra thì tất nhiên không phải nước ngoài cái gì cũng hay, nhưng phải đành phải công nhận một điều là họ rất là văn minh, đúng không? Các cái nước phát triển thì nhìn chung cái quan điểm xã hội cũng như quan điểm về tất cả các thứ họ rất là văn minh. Vậy thì tại sao phụ nữ ở các nước đấy họ ngày càng phát triển theo cái hướng là ngại có con, và có nhiều phụ nữ quyết định không có con, thì hãy giải thích cái điều ấy con. Theo em thì cái điều đơn giản nhất là chính em cũng là em nói với anh rồi, trước 30 tuổi là em cũng đã nghĩ đến cái việc là em thích sự tự do của em. Đó là yêu bản thân mình nhất, đúng không? Yêu bản thân mình trước. Nhưng mà cái yêu bản thân mình trước đó, nó trong tùy hoàn cảnh nó phải khác nhau. Ví dụ như khi em gầy, em yêu bản thân em thì em phải ăn vô. Khi em mập quá, em yêu bản thân em thì em phải đi tập thể dục để em giảm cân và em bớt ăn đi, đúng không ạ? Vậy thì cái yêu bản thân trong cái lúc mà bạn đang tự do thì bạn được phép lựa chọn là bạn sanh con không sanh con. Nhưng bây giờ là yêu bản thân trong cái lúc mà bạn đã đậu thai rồi, bạn đã mang thai rồi, thì Pepper nghĩ là yêu bản thân theo cách của Pepper lúc đấy lại là hãy lựa chọn một cái cách, đó là dũng cảm lên trở thành một người mẹ, dũng cảm lên để biết thời điểm đó mình không trở thành một sinh viên ưu tú thì mình đi bê phở trước đã, để mình xử lý tình huống trước đã. Sau khi đó xong, mình xử lý cái tình huống đó xong thì nếu đủ dũng cảm và mình đủ kiên trì, bởi vì nếu cái người mà cho dù em có học suốt nhưng mà nếu không đủ dũng cảm, không đủ kiên trì thì không cần một đứa trẻ nào cả, em vẫn không thể nào tốt nghiệp được, đúng không ạ? Em tin như thế anh Hoàng. Và khi em đi nhiều, em vẫn nói với anh, phụ nữ ở Nhật Bản
là bây giờ là cái việc mà họ sanh con là họ giành luôn cái quyền quyết định. Và không phải giống ở đây mà yêu cầu là ôi bà sanh ba đứa con gái rồi bà phải đẻ tiếp đứa thứ tư cho tôi là con trai. Không có, phụ nữ Nhật Bản cổ sanh hay không là quyền của cổ. Ngay từ lúc cưới nhau cổ nói luôn là tớ không sanh, cậu có đồng ý không? Thì nếu như mà đồng ý thì cổ mới tiếp tục, còn không thì thôi. Thì tại sao lại như thế? Bởi vì không phải bởi vì sinh con là tổn hại đâu, nhưng mà cái quyền đầu tiên không phải là cơ thể không. Bởi vì phụ nữ Nhật khi họ sanh con xong thì họ tuyệt vời hơn phụ nữ Việt Nam rất nhiều. Ở điều thứ nhất, họ hiểu về bộ não của họ, họ hiểu về cơ thể của họ. Họ nghỉ làm hoàn toàn, họ ở nhà. Họ ở nhà hoàn toàn nhưng họ phục hồi bản thân họ và họ chăm sóc những đứa con rất là tốt, theo một cái kiểu không phải là trầm cảm mà chăm sóc. Và tôi vẫn xác định với các bạn một điều là phụ nữ Việt Nam chúng ta khi ở nhà chăm sóc con thì chúng ta trầm cảm. Chúng ta luôn muốn đi làm để muốn cân bằng, nhưng cái đó không phải. Bạn ở nhà mới có nhiều giờ thì mới cân bằng, chứ mà đi làm vừa con vừa chồng thì không cân bằng đâu ra. Nhưng khi các bạn chạy tới với em là Pepper ơi, tôi muốn đi làm lại nhưng mà chồng tôi không cho, tôi muốn có lại sự cân bằng của tôi, thì em luôn luôn nói với họ một điều, cái sự cân bằng của bạn trong trạng thái đó, chứ không phải cái sự cân bằng của bạn là bạn phải có công việc, đúng không ạ? Vậy thì vẫn xác định là yêu sự tự do khi chưa có thai, với cái sự tự do và yêu bản thân mình khi các bạn đang mang thai, thật ra đó là hai cái cách khác nhau. Cho nên là đừng có nhập chúng làm một. Dạ. À, thôi thế này này, cái câu chuyện của chúng ta nó không nhất thiết nó phải đi đến một cái kết luận. Dạ đúng rồi. Đúng ạ. Không? Dạ. Rồi đây là cái hai cái khái niệm của hai người nói ra và các bạn lựa chọn thôi. Dạ. Những cái điều mà Pepper nói thì thứ nhất là nó rất cảm động, thứ hai là nó rất hay và thứ ba là nó rất là phụ nữ, đúng không? Còn những cái điều mà Lê Hoàng nói thì Lê Hoàng cũng không có phải là gào lên mà nói rằng khi các bạn có một đứa con ngoài ý muốn thì các bạn hãy dũng cảm bỏ nó đi nếu bạn cảm thấy rằng nó không có ra đời không hạnh phúc. Hoàng không đến gào đến như thế, nhưng mà Hoàng cũng không dám như Pepper nói rằng là các bạn hãy vượt đến tất cả để mà sanh nó, bởi vì rằng là khó lắm mà. Và thứ hai là Hoàng vẫn cứ nghĩ đến một cái điều mà nó bởi là vì là đàn ông mà, thì là Hoàng biết rằng là yêu một cái người phụ nữ có con rồi nó khó hơn rất là nhiều. Mặc dù trên lý thuyết thì nếu bạn xinh đẹp, bạn đáng yêu thì bạn có 10 con hay có 100 con vẫn có người đàn ông yêu bạn, nhưng mà cái cơ hội nó nhỏ đi rất là nhiều. Thứ hai nữa là đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam thì rất nhiều người là sẽ lấy ông chồng là một chỗ dựa. Đấy, mà khi mà không có cái cả cuộc đời không kiếm được cái chỗ dựa đó thì nó cũng gay go lắm. Trên ở đây thì các bạn cứ nghe theo hai người rồi các bạn quyết định như thế nào thì đúng tùy thôi. Đúng rồi, có nghĩa là bạn dũng cảm để lựa chọn theo cách của Pepper hoặc là dũng cảm để lựa chọn theo cách anh Hoàng, bởi vì hai cái cách đều cần phải sự dũng cảm đó anh. Hoàng xin nhắc đi nhắc lại là dù các bạn có chọn như thế nào đi nữa thì các bạn hãy nhớ rằng phá thai là một điều rất trầm trọng. Yeah. Phá thai hoàn toàn không phải là một cơn đau bụng rồi qua. Yeah. Phá thai là một điều rất trầm trọng. Trước ta là một nước mà đứng trong hàng đứng đầu thế giới về tỷ lệ nạo phá thai đó. Cứ nghĩa là hãy chuẩn bị cho mình một cái được gọi là cái sức mạnh về tâm lý trước. Và nếu mình ổn, mình cảm thấy mình bắt đầu yêu đứa trẻ này, mình muốn giữ lại thì hãy giữ lại. Còn nếu không thì hãy quyết định. Nhưng cái quyết định nào thì nó cũng cần phải sự dũng cảm ở đây. Mong là các bạn sẽ tìm được câu trả lời của các bạn. Nhưng mà vẫn rút lại một điều, đó là có thai trước hôn nhân nó không phải là một cái tội, đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng nó sẽ trở thành tội lỗi của chính mình nếu mình không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kiến thức về tình dục trước đấy, về mặt kiến thức là mình sinh con xong mình sẽ phải làm gì với đứa trẻ đấy, về mặt chuẩn bị về tài chính lẫn chuẩn bị tinh thần cho những thành viên trong gia đình. Cảm ơn Pepper. Chúng tôi hy vọng rằng là nếu các bạn là các bạn gái xem chương trình này thì các bạn hãy tự rút ra những cái bài học bổ ích cho mình. Và các bộ hãy rất là thận trọng vì đây là một vấn đề rất là lớn của cuộc sống. Mong là sẽ sớm được gặp lại các bạn và sớm được nói chuyện với anh Lê Hoàng, một trong những người mà Pepper thật sự là mỗi lần nói chuyện là học được rất nhiều thứ từ anh. Chẳng hạn như hôm nay là học được rất nhiều cái việc là đàn ông suy nghĩ như thế nào. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình chuyện cuối tuần lần sau trên kênh VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam.